Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay Zoom Minh Auto có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Toyota Avanza. Chiếc xe này là phiên bản 1.5 số tự động, xe được sản xuất đăng ký năm 2022 anh chị nhé. Chiếc xe này mang tên tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu anh chị ạ. Chiếc xe này thì cực kỳ mới và sau đây em sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Chiếc xe này là phiên bản 1.5 số tự động anh chị nhé. Và chủ xe chiếc này thì cũng đã lắp cho xe rất là nhiều đồ chơi rồi. Chúng ta mua về chỉ được sẵn dùng thôi anh chị ạ. Đó, chiếc xe này nguyên bản chúng ta đã được trang bị đèn pha full led anh chị nhá. Ngoài ra chủ xe cũng đã lắp thêm đèn bi gầm nữa. Đó. Đèn bi gầm siêu sáng luôn anh chị nhá. Đây, đây là lốp của xe chị này. Tất cả lốp của xe thì đều nguyên bản theo xe anh chị nhá. Đều nguyên bản 2022 đây anh chị. Đó. Và lốp còn rất dày anh chị. Là rằng này. Không một vết xước nào cả luôn anh chị nhá. Đó. Chiếc xe phiên bản form mới này thì nhìn rất là vuông vắn, khỏe khoắn anh chị ạ. Mình sẽ quay qua. Chiếc xe này thì là một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, rất chi là phù hợp cho mọi người chúng ta chạy dịch vụ, cũng có thể là chạy gia đình kết hợp chạy dịch vụ anh chị ạ. Đó. Chiếc xe này phiên bản 1.5 số tự động, chúng ta được trang bị cả cảnh báo vượt trên gương anh chị nhá. Đây. Cảnh báo vượt trên gương đấy. Đó. Và tất cả lốp của xe này thì đều là lốp nguyên bản zin theo xe anh chị nhá. La răng thế đây, la răng không có vết xước luôn anh chị, đó củ phanh sáng choang, xe cực kỳ mới anh chị nhé, cực kỳ mới luôn. Ngồi chiếc Avanza này thì rất là rộng rãi anh chị, động cơ 1.5 thì rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. Đó, một chiếc xe này thì cực kỳ mới, cái tầm giá bây giờ chỉ có hơn 500 triệu thôi. Đó, đây phần đuôi xe anh chị này, tiến đến phần cốp xe, đây là khoang cốp của chiếc Avanza anh chị nhé. Đó, cốp của chiếc Avanza này. Tất cả ốc cánh cửa, ốc cốp, ốc cabo đều nguyên bản theo xe anh chị nhé. Đó, đây là gầm xe anh chị này. Gầm xe mới tinh luôn. Đó. Sáng choang. Chiếc xe này biển gốc của em là biển tỉnh anh chị nhá. Đó. Keo chỉ không mất một phân nào cả luôn. Anh chị chúng ta cứ kiểm tra cũng như là check test theo yêu cầu anh chị nhá. Bất cứ nơi đâu mà anh chị muốn hoặc là anh chị có thể nhờ người nhà, người thân thì quen chúng ta kiểm tra hộ thì càng tốt anh chị. Đó, la răng lốp này cực kỳ đẹp. Thế đến phần nội thất của xe, đây là tắp đi cánh cửa xe anh chị này. Đó, các phần keo chỉ đây, tất cả đều nguyên bản theo xe anh chị nhé. Và nguyên bản của chiếc ghế của chiếc xe này là ghế nỉ thì chủ xe cũng đã lắp lên ghế da rồi. Nếu anh chị chúng ta không thích ghế da màu này thì mình có thể tự bọc một bộ ghế da khác cũng được anh chị ạ. Đó, đây là ghế da hàng ghế thứ ba này. Đó. Thảm sàn này. Ghế da màu này thì được cái ngồi rất là sạch sẽ anh chị nhá. Đây ạ, đây là chân nỉ nguyên bản của xe đây, chủ xe cũng rất là cẩn thận đã bọc ni lông vào rồi. Chúng ta tránh chân tay bẩn sờ lên là rất là khó vệ sinh cái trần nỉ anh chị nhá. Đó, trần nguyên bản, các cửa gió điều hòa đây anh chị nhá. Đó. Các cửa gió điều hòa này. Tiến đến phần ghế lái, đây là tắp đi ghế lái anh chị này. Đó, xe có trang bị gương ghế chỉnh điện hết chị nhé, cục gương auto keo chỉ đây. Và chiếc xe này là phiên bản nhập khẩu anh chị ạ, đời chót của phiên bản nhập khẩu đấy anh chị ạ. Và sau đó là Việt Nam chúng ta sẽ lắp ráp anh chị nhé. Ghế da này, đó phần cần số của xe đây. Ngoài ra thì chủ xe của chiếc này thì cũng đã lắp thêm màn hình Android chị nhá, kết hợp với cả cam hành trình nữa. Đó, cam hành trình nhìn cả bên ngoài và cả trong xe luôn chị. Đó, rất là xịn sò, chúng ta mua về thì chỉ có sẵn dùng thôi chị, đỡ tốn rất là nhiều tiền đấy chị nhá. Đây phần vô lăng của chiếc xe đây, quay kỹ đây, vô lăng rất đẹp luôn, độ hao mòn của xe là cực kỳ đấy chị. Đó, điều hòa đây, điều hòa thì rất sâu, các dòng xe Nhật nói chung là Toyota nói riêng điều hòa rất là tốt đấy chị. Đó. Và sau đây em xin được tóm tắt lại chiếc xe này. Chiếc xe Toyota Avanza phiên bản 1.5 số tự động. Chiếc xe được sản xuất vào đăng ký năm 2022. Chiếc xe mang tên tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu và đã được lắp rất là nhiều đồ chơi. Chiếc xe này được bên em chào bán mức giá hơn 500 triệu. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm thực tế anh chị nhé. Anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình nhé chị nhé. Và sau đây em xin được
kết thúc video ở đây.